chung cư Carina có khả năng bị đập bỏ sau vụ cháy. Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, là 13 người thiệt mạng. Theo kỹ sư kết cấu Nguyễn Bảo Vinh, cần hoàn tất công tác kiểm định chất lượng công trình sau vụ hỏa hoạn, để đánh giá chính xác mức độ hư hỏng. Theo thông tin đăng tải trên, vụ cháy chung cư Carina đã thiêu rụi 150 xe máy và 15 xe ô tô để ở khu vực tầng hầm, thời gian cháy đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngoài khói đen đặc, theo các cư dân, sức nóng từ khu vực tầng hầm bốc lên những tầng trên cao rất khủng khiếp. Theo kỹ sư kết cấu Nguyễn Bảo Vinh, cần hoàn tất công tác kiểm định chất lượng công trình sau vụ hỏa hoạn, mới có thể đánh giá chính xác mức độ hư hỏng. Kỹ sư Vinh cho biết, đối với bê tông công trình, sau khi bị nhiệt hóa thì sẽ biến đổi khả năng chịu lực, cường độ chịu nén của bê tông. Mức độ biến đổi nặng hay nhẹ, phải kiểm tra bằng thiết bị bánh kiểm tra cường độ. Riêng với thép, kỹ sư Vinh cho rằng, nếu nhiệt độ cháy lên đến 500 độ C, thì thép sẽ trở nên dẻo. Còn trường hợp nhiệt độ lên đến 1000 độ C thì thép sẽ chảy. Phải kiểm tra chất lượng bê tông và thép khu vực tầng hầm còn được bao nhiêu phần trăm. Nếu mức độ nhẹ, thì có thể gia công các cột và dầm, bằng cách bọc thép quanh cột và đổ bê tông lại. Trường hợp bê tông bị cháy đến mức phá hủy cấu kiện, thì phải đập bỏ, xây dựng lại, kỹ sư Vinh chia sẻ. Cũng chia sẻ với phóng viên cùng quan điểm trên, theo kiến trúc sư Trương Hoài Phong, để đánh giá mức độ hư hỏng công trình chung cư Carina, cần phải siêu âm cột tầng hầm, lấy mẫu kiểm tra độ nén bê tông mới có phương án khắc phục cụ thể. Theo kiến trúc sư Phong, thời gian cháy lâu thì tính cơ học của bê tông không còn. Khu vực cháy của chung cư Carina ở tầng hầm nên rất nguy hiểm, bởi tầng hầm là khu vực truyền lực chính của toàn bộ công trình lên móng và triệt tiêu xuống đất. Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, số liệu mới nhất vụ cháy chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8 là 13 người chết, 3 trẻ em, 2 nam, 1 nữ, 10 người lớn, 3 nam, 7 nữ và 99 người bị thương. Sau khi được điều trị đã có 5-6 người được xuất viện, 43 người còn lại vẫn đang được chăm sóc ở các bệnh viện. Ông Bỉnh cho biết, hiện chưa có thêm ca tử vong mới. Trong 13 ca tử vong, có 1 ca do nhảy lầu, 2 do ngạt khói, 10 người còn lại do bị cháy. Chủ đầu tư chung cư Carina bị cháy có thể phá sản. Chủ đầu tư Carina, nơi vừa xảy ra hỏa hoạn khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương, công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh có vốn điều lệ 41,2 tỷ đồng để xử lý và khắc phục sự cố cháy hôm 23 tháng 3, doanh nghiệp này có thể phá sản. Đó là thông tin được công ty cổ phần đầu tư 577 nêu trong bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3. Theo 577, công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina theo quyết định phê duyệt dự án, được cấp phép năm 2009. Công ty Hùng Thanh là công ty trách nhiệm hữu hạn, với vốn điều lệ là 41,2 tỷ đồng, để xử lý và khắc phục sự cố vừa qua, thì công ty này có khả năng dẫn đến phá sản, 577 nêu trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khả năng công ty Hùng Thanh có thể phá sản, Ban Giám đốc 577 đã quyết định hỗ trợ nhân lực, tài lực, vật lực hỗ trợ công ty Hùng Thanh, để công ty này có thể kịp thời khắc phục theo thông báo số 27. Tại thông báo này, công ty Hùng Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình có người thân bị mất và bị thương trong hỏa hoạn. Công ty này cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng nhằm tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, cũng như khắc phục hậu quả, xác định tổn thất và trách nhiệm của các bên có liên quan. Ngay khi có kết luận cũng như chỉ đạo, công ty Hùng Thanh sẽ thực hiện và thông báo đến cư dân. Theo công ty Hùng Thanh, việc chậm trễ trong việc thông báo chính thức bằng văn bản là vì công ty này tập trung vào công tác khắc phục sự cố, phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và bị thương. Cũng thông báo này, công ty Hùng Thanh cho hay đã hỗ trợ 13 trường hợp tử vong và 42 người bị thương, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó các trường hợp tử vong là 100 triệu đồng mỗi người. Về hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chỗ ở tạm, mỗi căn hộ được nhận 300.000 đồng mỗi ngày, thời gian tính từ ngày 23 tháng 3 đến khi chung cư vận hành trở lại. Nếu hộ dân nào muốn nhận ngay thì được tạm ứng 10 ngày, còn không thì sẽ nhận khi trở lại sinh hoạt bình thường. Cũng theo thông báo, công ty Hùng Thanh cố gắng hoàn thành việc sửa chữa tòa nhà trong vòng 30 ngày. Riêng khu C, chủ đầu tư, hứa hoàn thiện trong 10 ngày.
Mặc dù là chủ đầu tư dự án, song công ty Hùng Thanh chỉ chiếm 5% trong tổng tiền dự án Carina, trong khi đó công ty 577 chiếm 95%. Khởi tố vụ án cháy chung cư Carina. Tối 26 tháng 3, trả lời phóng viên, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ cháy chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, khiến 13 người chết, 27 người bị thương. Ông Quang cho biết, quyết định khởi tố vụ án vừa được ban hành cùng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự 2015 tội quy định vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố một chiếc xe gắn máy, ngoại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ. Thông tin sẽ được cung cấp cụ thể, đầy đủ vào buổi họp báo định kỳ vào thứ Năm tại Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Quang nói. Trước đó, vào rạng sáng 23 tháng 3, ngọn lửa bốc lên từ tầng hầm chung cư Carina đã gây ra cái chết cho 13 người, 27 người khác bị thương. Các nạn nhân chết vì lý do ngạt khói và chủ yếu ở khu vực thoát hiểm cầu thang bộ. Toàn cảnh công an khám xét, bắt hai nhân viên Exim Bank thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân viên chi nhánh Exim Bank bị đề nghị không ra ngoài. Trong thời gian công an khám xét, công bố quyết định khởi tố hai nhân viên Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi. Hơn một tháng sau khi vụ việc bà Chu Thị Bình bị mất 245 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm được thông tin rộng rãi, trưa 26 tháng 3, cơ quan công an đã đến ngân hàng Exim Bank chi nhánh thành phố, đọc lệnh khám xét và dẫn giải hai nhân viên phòng khách hàng. Sau khi khám xét, hai cán bộ của ngân hàng bị còng tay, trái mạch, áp giải ra xe chuyên dụng cùng một số thùng chứa tài liệu thu thập được tại chi ngân hàng này. Thời điểm dẫn giải hai cán bộ này khóc lớn, lực lượng bảo vệ đã dùng dù che mặt hai cán bộ này trước ống kính phóng viên. Các nhân viên Exim Bank lo lắng chứng kiến cuộc áp giải hai đồng nghiệp, nhiều người khác bật khóc. Nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra C44, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên ngân hàng Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguồn tin cho biết hai bị can được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng, nguyên giám đốc Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Vụ việc bà Chu Thị Bình mất tiền đã xôn xao dư luận hơn một tháng qua. Phía Exim Bank muốn đưa vụ việc ra tòa và chỉ tạm ứng cho bà Bình 14,8 tỷ đồng. Tuy nhiên bà Bình không đồng ý nhận tạm ứng, mà muốn Exim Bank trả toàn bộ tiền. Bà Bình cũng không đồng ý phương án đưa sự việc ra tòa như đề xuất của Exim Bank. Mới đây bà Chu Thị Bình tiếp tục thông qua luật sư đại diện, phản ứng việc lãnh đạo Exim Bank cho rằng có sự tiếp sức và thông đồng để tạo điều kiện cho ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên phó giám đốc Exim Bank thành phố Hồ Chí Minh, rút tiền của bà. Khởi tố thêm 3 nhân viên Exim Bank vụ khách mất 245 tỷ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can là nhân viên ngân hàng Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Theo Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra vừa xác nhận đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 nhân viên ngân hàng Exim Bank gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Bà Trâm và Lan đã được ngân hàng Exim Bank đồng ý cho nghỉ việc trước thời điểm bị khởi tố. Trước đó, trong cuộc khám xét trụ sở Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1 chiều qua, cơ quan công an đã bắt tạm giam hai bị can gồm Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi. Các bị can này được xác định là người có liên quan trực tiếp trong vụ Lê Nguyễn Hưng, nguyên phó giám đốc ngân hàng Exim Bank thành phố Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã trốn ra nước ngoài, chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng, sinh năm 1972, quê Bình Dương, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Exim Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điều tra bước đầu cho thấy đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi số tiền tiết kiệm lớn tại chi nhánh Exim Bank ở thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ năm 2014 đến 2016,
Sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà này để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn. Ông Hưng sau đó giả mạo một số giấy tờ và tạo các giấy tờ có chữ ký khống của bà Bình để rút tiền từ các số tiết kiệm của bà này. Từ tháng 2 năm 2017, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc tại Exim Bank, rồi xuất cảnh ra nước ngoài. Bà Bình nghi ngờ nên đến ngân hàng kiểm tra, thì tá hỏa khi phát hiện số tiền hàng trăm tỷ đồng tiết kiệm của mình thất thoát không rõ lý do. Bức xúc, bà Bình đến gặp lãnh đạo Exim Bank và gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!